Một người đàn ông có thói quen ngậm tăm xỉa răng khi đi ngủ nhập viện thì bác sĩ phát hiện trong ruột non người này có đến 11 cây tăm. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy ra 11 cây tăm trong bụng một người đàn ông. Bệnh nhân là ông NBTT, 47 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Trước đó, trong lúc nhậu, ông T có thể đã nuốt phải các cây tăm khi ăn các món gỏi. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thói quen ngậm tăm xỉa răng khi đi ngủ nên cũng có thể đã nuốt luôn tăm. Qua khám siêu âm, chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có dị vật. Tiến hành phẫu thuật, bác sĩ lấy ra 11 cây tăm xỉa răng trong ruột non bệnh nhân. Hiện sức khỏe ông T đang dần hồi phục. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.